hùng xám miền trung sau đại ca thay tín mã Nam cùng đòi với sơn đạo lâm chín ngón điểm khắc kim ở sài gòn mảnh đất của miền trung và cao nguyên cũng xuất hiện một loạt tên tuổi đen trong làng giao búa nổi bật trong số đó là tên cướp nam vĩnh kẻ được giới giang hồ mệnh danh là hùng xám miệt trung với những người lương tiền đang sống một cuộc sống an bình Cái danh xưng mỹ miều ấy vô nghĩa và vô cảm Nhưng đối với người dân lao động nhiều địa phương Khoảng những năm đầu thập niên 70 Danh xưng ấy đích thị là một nỗi ám ảnh kinh hoàng Với xã hội đen Nam Vĩnh còn nổi tiếng ở một số khía cạnh khác Hắn chính là kẻ tạo tiền lệ Cho bọc xoay tội lỗi sau này Sẽ thành một phong trào đăng lính để trốn tù tội sau đó trốn lính để làm du đảng đồng thời sử dụng uy lực của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để tác oai tác quái và ăn cướp bằng cách đó Năm Vĩnh và những tên giang hồ mặc áo lính đã biến sư đoàn 23 thành sư đoàn du đảng vùng hai chiến thuật thành vùng của giang hồ không giống như những tên dù đáng cộm cán khác Thường xuất thân Đá cá lăn dưa Trường học đầu đời Lại lệ phố hoặc cô nhi viện Năm Vĩnh có một tuổi thơ khá êm đẹp Vĩnh sinh năm 1947 Tại Quảng Ngãi Được ăn học đến nơi đến chốn Từng mài đúng quần trên ghế trường trung học Bồ Đề Quảng Ngãi Một ngôi trường nổi tiếng Đào tạo không ít nhân tài cho dẻo đất miền Trung học không tệ nhưng tính tình yếu đậm có phần hung bạo tiên học trò cả chớn này đã không ngần ngại bẻ bế thứ nhất của câu cách ngôn tiên học lễ hậu học văn thành tiên học võ sống đúng như câu cách ngôn của riêng mình vĩnh thường xuyên trốn lớp để tìm thầy học võ vĩnh học qua rất nhiều lò ở lò nào hắn cũng bị đuổi bị thường xuyên đòi thách đấu với các sư huynh để phân chia cao thấp. Tuy thế, đến 18 tuổi, trình độ võ thuật của tên học trò Năm Vĩnh cũng đã khá thượng thừa. Để khẳng định trình độ thay vì thượng đài, Vĩnh chọn cách dân dã hơn, gây sự đánh nhau, một mình đánh đôi, đánh ba, ngay trên đường phố, sân trường. Lần nào hắn cũng toàn thắng, trong khi nạn nhân của hắn toàn là bạn học. Vì thế, ông dương ngô thống thường gọi là ông dương thầy giáo chủ nhiệm lớp hắn ở trường bồ đề đã nổi giận táng cho vĩnh một bàn tay và gọi giám thị đuổi tên học trò bất trị ra khỏi lớp ông giáo mô phạm tuyên bố dạy dỗ anh chỉ tốn công loại như anh sau này chỉ có thể làm tướng cướp Ngỡ người, người rằng một lúc nam vĩnh chợt cảm thấy ông thầy mình nói chí phải không muốn kéo dài sự lo lắng của thầy và các bạn Hắn bỏ học Chẳng bao lâu thị xã Quảng Ngãi Bé nhỏ lại có thêm một hung thần Sự liều lĩnh hung bạo Và đẳng cấp võ nghệ của Nam Vĩnh Đã khiến đám du thủ du thực tình lẻ bạt bía Đành chắp tay quy phục Suy tôn Vĩnh làm đại ca Của những năm 1960 Theo chân của 500.000 lính Mỹ Chiến tranh tràn khắp cả miền Nam là một bãi chiến trường. Sự tuyệt vọng của tâm hồn người dân trong hỗn mang, cuộc chiến chính là mảnh đất màu mỡ cho những loại tư tưởng triết học, du nhập và bén dễ. Sinh viên học sinh miền Nam bơi giữa vô số dòng chảy tư tưởng từ phương Tây ồ ạt tuôn vào Việt Nam. Hiền lành như Kali, Can, hoài nghi đập phá như Nét Dơ, chán trưởng như Camus, hiện sinh như Dơ Tre loại nào cũng có sinh viên học sinh tầng lớp năng động nhưng tâm hồn sớm bị tổn thương vì cuộc chiến nhất dễ trở nên bi quan tuyệt vọng nhanh chóng vồ vập với chủ nghĩa hiện thân và suy tôn những nét chơ sật tre làm ông tổ tinh thần hậu quả của nó là những kẻ đua đòi thích ăn chơi đập phá ghét mỹ nhưng thích bắt trước mỹ đã chìm hẳn giữa dòng xoáy của phong trào hippie với tóc đẻ dài ăn mặc chim cỏ nốc rượu và nhảy disco cô dậm loại khoa học hơn mơ mỏng biến mình thành người hùng trước tác của che kẻ kè, kè bên nách không mấy chuyên chú cùng sách vở nhưng tâm hồn nổi loạn của Nam Vĩnh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng của học thuyết hiện sinh và chủ nghĩa dân thân ước mơ của năm Vĩnh là sự pha trộn lệch lạc giữa sở thích thụ hưởng ăn chơi và hình ảnh anh hùng đơn độc lấy nguyên mẫu từ hình ảnh gã sát thủ ba tàu trong thân phận con người của mao rau cuốn sách gần như duy nhất được năm vĩnh đọc từ đầu đến cuối rất nhanh gã cảm thấy thị xã quảng ngãi nhỏ bé luôn co rúm mình vì lo sợ bom pháo cả hai bên trở nên ngột ngạt và tù túng không chịu nổi đầu năm 1970 với những quyết định dấn thân hành phương Nam theo tiếng gọi của Giang Hồ. Mảnh đất đầu tiên tên hắc đạo trẻ tuổi chọn lựa để lấy số má là thị trấn Mỹ Ca nằm bên quốc lộ 1, cạnh quân cảng Cam Danh, căn cứ quân sự khổng lồ của lính Mỹ và lính đồng minh. Ở đâu có các chú lính mắt xanh mũi lõ, ở đó có các tệ nạn cứ tha hồ mọc như nấm. Ở cây số 9 Mỹ Ca, Văn hóa lùi về thời tiền sử Nhường chỗ cho văn minh hưởng thụ Sống gấp trước khi chết gấp Sặc mùi lính tráng thời chiến Với một cây dao chặt đá Cây lưỡi răng cưa lởm trởm Nặng trịch Nam Vĩnh nhanh chóng đánh bạt bọn ma cô Đầu gấu xứ này giành quyền bảo kê thu thuế giật Các phòng trà tiệm nhảy Nhà thổ của toàn bộ khu vực Phục vụ các sắc lính của toàn thị trấn Tiền bạc bơ lương thu vào như nước Biến vĩnh thành một vua con của vùng quận cả Ngạo mạn và xa đà Nam Vĩnh còn ngang nhiên chống lại cả cảnh sát bài trừ du đảng Cuối cùng lỡ tay chém chết một trung úy quân cảnh Do đó hắn bị tầm nã giáo giết Ngay khi tên tuổi mới lừng lên trên chốn giang hồ Để tránh rơi vào vòng lao lý Với một cái án cầm chắc là rất nặng Nam Vĩnh chọn cho mình giải pháp duy nhất là đăng lịch Với kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, người Mỹ bắt đầu rút dần quân đội về nước, để lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa một lỗ hỏng lớn, đầu tiên về mặt tinh thần. Sự tấn công mạnh mẽ của quân giải phóng trên khắp các chiến trường đã khiến cho quân số của Việt Nam Cộng Hòa đang dẻo dã tinh thần hao hụt liên tục. Để bù đắp chế độ cũ giáo giết bắt lính, bất cứ một thanh niên lành lặn tuổi từ 18 đến 37 nào cũng có thể nộp đơn xin vào quân ngũ ngay mà không hề bị xét hỏi lôi thôi. Đặc biệt đăng lính vào khoảng từ ngày mùng 10 đến 20 hàng tháng thì càng chắc chắn được các nhân viên tuyển quân dịch gật đầu ngay. Lý do đơn giản, mồng 10 hoặc 20 hàng tháng, lương đầu tháng của chú tân binh sẽ nghiêm nhiên chảy vào túi các thầy tuyển quân dịch đó là chưa kể thêm khoản định mức 400.000 đồng trên một tân binh được quân đội cho hưởng, thành thử việc thẩm tra thẩm vấn dạy gì phải làm cả. Lúc này, quân chủ lực của vùng hai chiến thuật gồm khu vực miền Trung và Tây Nguyên là sư đoàn 23 bộ binh với các đơn vị trung đoàn 44 đóng ở sông Mao, Bình Thuận, trung đoàn 53 ở Bảo Lộc và trung đoàn 45 đóng ở Buôn Ma Thuột. Trong số đó, Trung đoàn 44 là đơn vị thiện chiến nhất, anh cả của Sư đoàn 23. Nguyên Thủy, nó là Sư đoàn nồng khét tiếng tàn bạo và thiện chiến đóng ở Quảng Ninh. Thời còn thuộc quân đội Liên Hiệp Pháp, do Đại tá Hoàng A Sáng chỉ huy. Những tên lính nồng này giỏi trận mạc bao nhiêu thì cũng dừng rú hoang dã và bất trị bấy nhiêu. Ngoài chỉ huy trực tiếp, những tên lính nùng tuyệt đối không thần phục và nghe lệnh bất kỳ ai khác. Thậm chí khi nổi nóng, chúng có thể còn dám cắt tay cả tổng thống. Lo sợ đám kêu binh làm loạn, Ngô Đình Diệm đã chia nhỏ quân số sư đoàn 5, tên gọi của sư đoàn nùng, thời đại nhất Cộng Hòa, lấy từng bộ phận của chúng để hình thành nên các lực lượng mới, như lực lượng liên binh, phòng vệ phủ tổng thống, liên đoàn biệt động quân, lữ đoàn dù Sau đó tuyển tân binh cho đủ quân số Lập lại sư đoàn năm Ra cho Nguyễn Văn Thiệu Đang mang lon đại tá làm sư trưởng Đưa chúng lên tận Đà Lạt trú quân Để đề phòng hậu họa Sau nhiều thăng trầm dâu bẻ Một phần của sư đoàn nồng xưa kia Lại tiếp tục tuyển quân Trở thành trung đoàn 44 Thuộc sư đoàn 23 Bộ Bình Năm 1970 Dù là tên tội đồ đang bị truy nã Máu yên hùng của năm Vĩnh vẫn chưa tàn Với tờ khai man Tên giả là Nguyễn Văn Biên Quê ở Phú Yên Hắn quyết định chọn trung đoàn 44 Nổi tiếng đầu gấu để tổng quân Lúc này Trung đoàn 44 Đang thuộc quyền chỉ huy của Trung tá Lầu Cán Bảo Tức Lưu Kim Bảo Một đệ tử của Hoàng A Sáng chỉ huy Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau Khi chiến dịch Lam Sơn 719 Đánh hạ Lào vừa mở màn Thì gã người hùng đã tái mặt đạp ngũ ngay Đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa Chiến dịch Lam Sơn 719 thực sự là một thảm kịch Sau 2 năm theo đuổi chương trình Việt Nam hóa chiến tranh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa cần có một chiến dịch quy mô Để thử nghiệm thực lực của mình Dưới sự hối thúc của người Mỹ Nguyễn Văn Thiệu đã đồng ý tiến hành một chiến dịch tìm và diệt tấn công vào Chi một tỉnh nằm ở Đông Lào. Mục đích cuộc hành quân quy mô này là tấn công vào các căn cứ tiếp tế của miền Bắc trên đất Lào và tiêu diệt đơn vị đồn trú chủ lực nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế đường mòn Hồ Chí Minh, ngăn chặn từ xa một cách triệt để sự tiến quân về Nam của bộ đội miền Bắc. Kịch bản chiến tranh và bản đồ chiến lệ do người Mỹ đưa ra, nhưng Nguyễn Văn Thiệu kẻ thực hiện vẫn gắn vào nó đầy những tham vọng. Thiệu muốn thông qua cuộc hành quân, bà đỡ Mỹ sẽ thấy rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thực sự trưởng thành, có thể đủ sức giành thắng lợi trong những chiến dịch tấn công quy mô. Điều mà từ trước tới giờ hầu như vẫn do các lực lượng quân đội Mỹ đảm nhiệm. Đó cũng là nước cờ tuyệt nhất để Thiệu có thể bảo đảm phần thắng cho mình trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống sẽ diễn ra trong năm 1971. Để tìm kiếm một chiến thắng trọn vẹn tháng 3 năm 1971, Nguyễn Văn Thiệu đã cắt hai sư đoàn thiện chiến nhất, gồm một sư thủy quân lục chiến và một sư bộ binh ra cho tướng Hoàng Xuân Lãm chỉ huy để ném vào canh bạc. Từ các căn cứ tập kết tại Con Tùm, 25.000 binh sĩ đã được trực thăng Mỹ trở sang Lào và bất ngờ ném xuống các tọa độ đã được định trước thuộc tỉnh Chepon. Không may cho Thiệu, Chiến sự đã diễn ra hoàn toàn không giống như kịch bản. Những đợt tấn công ồ ạt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bấp phải sự chống trả quyết liệt của Cộng sản Bắc Việt. Chỉ sau 4 ngày giao chiến, 3.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chiến. Ảo vọng tốc thắng của lính Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn sụp đổ khi lần đầu tiên những chiếc xe tăng T-54 của bộ đội miền Bắc xuất hiện áp đảo hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đối phương đòn phủ đầu trở thành thất bại thảm hại đã khiến tư lệnh chiến dịch Hoàng Xuân Lãm không dám liều lĩnh sợ bị xa lầy như một điện biên phủ thứ hai trên đất Trepon các đơn vị tiền đồn trên đất Lào sẽ bị bao vây không thể chống đỡ cũng không có khả năng tiếp viện kịp thời cay đắng thiệu đành chấp thuận thay đổi chiến thuật như Lãm đề xuất chỉ đánh pon rồi rút ngay không đề cập tới chuyện dữ Tạm kịch thật sự xảy ra ngay trên đường rút lui con số binh sĩ chết và thương vong tăng quá nhanh nhanh đến mức không đủ trực thăng để sơ tán họ về tuyến sau đã thế sự quan liêu tai hại của lầu lăm góc như lời chỉ trích của thiệu sau đó đã khiến cho sự chỉ đạo và hiểm trợ bằng pháo binh và không quân của mỹ diễn ra không đầy đủ Hậu quả là một cuộc hành quân đại bại đã chấm dứt sau 44 ngày. Tước mất của thiểu hơn 8.000 lính, buộc số còn lại phải dày xéo lên nhau mà chạy, mong toàn mạng thoát khỏi tử địa, Japan. Toàn bại thảm hại của chiến dịch Lam Sơn 719 đã phá nát phần vệ khí của cả quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lẫn máu yên hùng của Nam Bình. Những trận đụng độ đầu tiên nhìn thấy xác bạn đồng ngũ được trực thăng bốc về tuyến sau nhiều la liệt tên du đảng sợ mất mật đành chọn giải pháp mang trên lưng thêm một lệnh truy nã về tội đào ngũ nữa để mong được bảo toàn mạng sống sau hai tháng trời trốn chui trốn rủi cạnh sân bay Nha Trang nhờ vào sự bao bọc của đám ma cô du đảng thành phố biển nhận ra rằng không thể xưng hùng xưng bá bằng con đường đơn thương độc mã chỉ cậy vào võ thuật và sự liều lĩnh Hắn cũng nhận ra rằng Khác với vùng Mỹ ca nhỏ bé Ở một thành phố đủ lớn Đủ ô hợp như Nha Trang Thì chẳng ma nào thèm chú ý đến mình Nghĩa là khó bị luật pháp Sở gáy hơn Yên tâm với những gì nhìn thấy Hắn lại tự khai tên là Nguyễn Văn Vĩnh Một cái tên rất học giả Và chọn trung đoàn 53 Để quay lại làm lính Tại quân trường dục Mỹ Ninh Hòa Khánh Hòa Nam Vĩnh nhanh chóng kết giao với Nam Cao trùm mặt dù ở nha trang cũng vào lính để trốn truy nạ. không biết bản bạc kiểu gì nhưng ba tháng quân trưởng vừa hoàn tất hai tháng năm lại đào ngũ chỉ lâu sau du đã nha trang đã có một nội cát tam đầu chế giữ vị trí ông trùm thường được giang hồ gọi sách mé là bằng ba năm mười gồm năm vĩnh năm cao và năm cà đi đóng đại bản doanh tại một căn lầu ở cư xá sân bay do năm cao mua tặng. Sau hơn một năm hùng cứ thành phố biển, tên tuổi nổi cộm như những hung thần băng, 3 năm 15 tan giả. Đúng hồi đang ăn nên làm ra, bằng 3 năm 15 đột nhiên có khách đến thăm. Một thằng ngó qua là biết cô hồn, tóc dài trùm gáy, người đen đúa, áo thun đen phủ, cầu thả trên chiếc quần giản di của lính biệt động quân. Gã xưng tên là Hiệp Rủi, tức Hiệp Súng Sáu. Một tên anh chị đứng bến có cỡ ở bến xe An Đông chợ lớn. Nhưng lại giấu biệt cái quá khứ bị lốc ổ Phải bỏ chạy lấy người, mò ra Nha Trang tìm đất sống. Hôm đó năm Vĩnh không có mặt. Tại căn phòng và cư xá sân bay chỉ có 5 cao và 5 cà ri tiếp Hiệp Rủi chào hỏi xưng danh với nhau đúng lễ giang hồ xong, năm cao mới hỏi hiệp ruồi. Bạn ghé thăm anh em chúng tôi chắc không phải để nói dóc chơi, có gì bạn cứ nói thẳng. Hiệp ruồi không giấu giếm bản chất cô hồn. Ai rảnh đâu mà khi không mỏ ra đây nói chuyện chơi. Tôi là nghe anh em đang sống khỏe nên muốn tới hồn vốn làm ăn, có vậy thôi. Câu trả lời sức sửa của hiệp rùi khiến hai thằng năm bớt giác trột dạ, đưa mắt nhìn nhau. Sau vài phút im lặng, nam cả đi đằng hắn. Chỗ giang hồ, bạn đã có lời, tụi này đâu có chối. Nhưng xin hỏi thằng, bạn định góp vốn bằng gì? Tiền không, vàng không? Khách bắt đầu dở giọng chối tay. Thằng Hiệp này xưa nay chỉ có nắm đấm và con dao coi như là vốn Chịu nhận hồn ấy không Anh em cứ nói đại đi một tiếng khỏi lằng nhằng Mày nói cái gì Học lên một tiếng Năm cả gì nhộm người bọt dậy Định lao ngay vào hiệp rồi Nhưng năm cao khá nhanh tay Bội chụp lấy vai hắn giật lại Khiến năm cà ri gần như bổ trừng xuống ghế Nếu là ở ngoài đường Chắc chắn năm cao sẽ không cản đồng bọn Mà sẽ làm ngay cái việc Là nhảy bổ vào hiệp ruồi băm kẻ khiêu khích ra chăm mạch ngàn một nỗi đang ở ngay tại nhà hắn không dại gì đem máu tưới vườn nhà vừa mất tiếng giang hồ vừa rước thêm rắc rối với cảnh sát chờ một chút cho máu nóng trên mặt tan bớt năm cao mới ngọt nhạt Tử hải giai huynh đệ bạn đã định hồn tụi này hết sức hoan nghênh chuyện làm ăn tính sau đi giờ anh em mình nhậu kích chơi coi như tiệc sơ giao vậy. Thấy địch thủ nhốn mình, hiệp rồi không nghi ngờ gì cả, gật đầu ngay. Cuộc nhậu kéo dài đến quá nửa đêm, đầy những chuyện gái trai đĩ bợm, nhưng tuyệt nhiên không ai đề cập đến chuyện làm ăn hồn hạp. Tiệc tàn, chủ và khách đều say bí tỉ, ngủ lăn như chết, còn mỗi năm cao là tỉnh. Vào khoảng 9 giờ đêm, biện cớ nhức đầu, muốn đi tắm cái cho dã diệu. Năm cao lệnh đi đâu mất sau hôm sau Không ai trên đời còn nhìn thấy hiệp rồi đâu nữa Nhưng cũng trong sáng hôm ấy Cảnh sát đã tìm thấy trên bờ biển Dưới chân núi Một chiếc bao bố đẫm máu Bên trong có một xác chết Bị cắt ra nhiều khúc Hồ sơ cảnh sát ghi nhận Trước khi bị phanh thay Nạn nhân bị say rượu Đã bị đâm nhiều nhát Bằng lưỡi lê cho đến chết những vết máu còn tươi chứng tỏ nạn nhân mới bị giết vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng quay trở về nghe chuyện Nam Vĩnh chỉ còn biết la trời sau khi tổ chức luộc hiệp ruồi tức hiệp sáu súng Nam Cao trở nên ngạo mạn và coi thường các băng du đảng khác một lần hắn đang ngang nhiên xé sòng bầu cua tôm cá của một đám du đảng mũ nồi nâu tức biệt động quân Điên tiết năm cao vừa quay lưng Một tiên biệt động quân Đã rót vào lưng hắn trọn vẹn một băng M16 Mất thổ điện Lại bị hàng loạt tên du đảng khác Vừa từ mặt trận trở về Dọa làm thịt Năm vĩnh và năm cao Lại vội bỏ Nha Trang lên cao nguyên tìm nơi ẩn nấp Cái hang mà chúng chọn là liên đoàn 21 biệt động quân Trở lại quân đội với trang phục rằn di Mũ nổi nâu vị trí của Nam Vĩnh và đồng bọn đã thay đổi hẳn. Lính tráng toàn cao nguyên không tên nào không từng nghe qua danh xưng đại ca Nam Vĩnh, ôm xá miền trung. Vì thế chỉ huy các đơn vị của Vĩnh, hắn thuyên chuyển đơn vị liên tục cũng bị nẻ, chẳng bao giờ bắt Vĩnh và đàn em của hắn phải ra trận. Bù lại, phần ăn nhậu hút sách của các thầy các chú tự nguyện chung chi đủ, cộng thêm khoản lương lính của chúng chẳng đáng là bao đến tháng các sĩ quan cứ việc dở sổ lương mà lấy dĩ nhiên năm vĩnh nổi tiếng đến thế thì tung tích hắn không cần tìm cũng thấy quân cảnh không khó gì mà không tìm ra để tóm cổ tên tội đồ từng giết người và đạo ngũ như cơm bữa này nhưng mỗi lần có công văn tầm nã sĩ quan các đơn vị lại sẵn sàng báo cáo láo là không hề có tên đương sự trong danh sách Lờ đi tiếp tục che chở cho Năm Vĩnh, để ăn của đút bằng cách thuyên chuyển hắn sang một đơn vị khác. Cảnh sát cũng chẳng dại gì mò lên tận tiền đồn để truy nã một thằng đầu trâu mặt ngựa, lờ mơ ăn đạn của cả hai bên chưa biết chừng. Thậm chí một tiểu đoàn trưởng nổi tiếng, đại úy tôn thất trực, bạn học của tướng Lê Minh Đạo, còn suối Năm Vĩnh. Mỗi tháng mày nên về Nha Trang chơi bởi ít bữa cho nó khỏe. Nhớ dù tao đi với. Lợi dụng thế tự do, tên du đảng mặc áo lính dồn hết thì giờ để tổ chức hai việc. Bán ma túy và mở sòng bài phục vụ cho những tên lính vùng hai sầu đời vừa trở về sau các cuộc hành quân. Sau vùng 1, tức từ Đà Nẵng đến Quảng Trị, vùng hai chiến thuật đặc biệt là khu vực cao nguyên là chiến trường thường xuyên xảy ra đụng độ, lính tráng thường xuyên bị ném vào các chiến dịch quy mô. Để quên cái chết luôn cặp kẻ bên nách, lính tráng vùng chiến thuật này đều bạt mạng, hết sức vô kỷ luật và nhanh chóng ngã vào vòng tay đê mê của ma túy. Ngày bán thuốc viện nhanh chóng giúp năm Vĩnh giàu nứt đố đổ vách. Có tiền, Vĩnh vãi ra mua chuộc đàn em trong các sắc lính không hề tiếc. Dĩ nhiên ai trả lương cao Người đó được quyền sai bảo Những tên du đảng mặc áo lính Nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn Nghe lời năm vĩnh hơn nghe lệnh chỉ huy Những kẻ chỉ Có thể cho chúng chưa đầy Một phần mười số lương Anh năm quang gia Lại còn hay cố tình bớt xén Giống như cây số 9 Mỹ Ca Khu vực ngã ba diệp kính Dưới chân căn cứ hàm rồng Những năm 1970... 1972 cũng là địa điểm tập trung ăn chơi của các sắc lính đóng cạnh thị xã Pleiku. Ở đó có một dạp chiếu phim, một dãy quán xá và hơn chục nhà thổ, lúc nào cũng đầy nhóc những tên lính Việt dày trận, đất tung dây, áo quần đầy bụi đất đỏ, kéo lê những khẩu AR-15, M-16. Thay vì nói chuyện, chúng vang tục, thay vì bỗ tay tán thưởng giọng ca Chúng chĩa nòng súng lên trời và quạt nguyên băng Ở đó lính tráng tiền nào cũng rượu say bí tỉ Mà không cần phải đục đến ly Ngoài những bộ quân phục Không một người dân nào dám bén mảng đến khu ngã ba diệp kính Vào buổi tối Nếu họ không thuộc một trong hai loại Ma cô hoặc gái điếm phục vụ tại các quán xá Dù hung tợn Các sắc lính ở đây vẫn cứ phải rẻ chừng một cái tên năm vĩnh ổm sáng miền trung. Băng của hắn thuộc loại đụng là chạm, chạm là nổ. Vào quán ăn nhậu xong, thay vì trả tiền, hắn ngoắt chủ quán tới và đưa cho họ một cái ly cối. Trong ly là một quả lựu đạn đã rút chốt. Loại chấm đỏ M26 và M67, rút chốt ném là nổ ngay. Sau cái ám hiệu ấy, cả đám cứ việc bỏ đi ung dung, không một chủ quán nào dám hó hé nửa tiếng. Lần sau thấy mặt hắn quay lại Là chủ quán hiểu liền Bội xòe ra mấy chục ngàn Để anh, để anh năm tiêu vặt May ra mới được yên thân Đa phần lính tráng vùng hai Đều xuất thân từ các tỉnh miền Trung Đời lính buồn và mau chết Những tên lính cứ bưng luôn câu ngạn ngữ gốc ruộng Muốn giữ chuồng heo thì phải dám xeo cột nhà Bảo quân ngũ làm lẽ sống Rảnh rối Rượu còn có người chê chiếc bài bạc sát phạt nhau Thì tên lính nào cũng máu Một chiều mùa đông năm 1972 Khi sòng bạc ở ngã ba Diệp Kính Đang đến hồi cao trào Thì cửa phòng bị đạp tung Trên ngưỡng cửa xuất hiện hai bộ rằn di Áo bỏ ngoài quần Tóc dâu tua tủa Và nét mặt rất cô hồn Giật phát chốt quả M26 Ném keng xuống sàn Một tên tuyên bố Bỏ hết tiền đồng hồ tư trang xuống bàn Lô cũng là lính tráng Nhưng trái lựu đạn Cũng đã chặn mọi bàn tay manh động Những tên lính đành ngưng cuộc sát phạt Líu díu nghe lệnh gã cổ Khi mọi cái túi đã được lộn trái Tên cướp điểm nhiên hô biến Đồng thời thả trái lựu đạn xuống mặt bàn Và hốt tiền vàng và ba lô Lựu đạn phun khói xì xì Khiến đám con bạc xéo nhau chạy chối chết hốt đầy ba lô, ngẩng lên sòng bạc đau vắng ngắt. Thằng cô hồn ung dung bước ra cửa gọi tên bạn đang đăm lâm khẩu súng đứng cạnh. Giọt mày. Đúng lúc đó, gáy bỗng dưng lạnh buốt khiến hắn phải ngoái đầu lại. Dưới bóng điện mở mờ, trên một tấm phản kê tiếp trong góc phòng, có một tên biệt động quân đang chống tay trái nằm nghẹn cổ, duỗi dài thân nhìn xoáy vào mặt hắn. Một tấm áo bàn tô lính trải rộng che nửa thân trên và cánh tay phải của kẻ đang nằm. Qua đối ngạc nhiên, tên kẻ cướp bước lại gần hỏi. Mày là bảo kê sòng này? Tên kia không thèm ngồi dậy trả lời nhát gương. Nhìn là biết, hỏi chí. Thằng kẻ cướp ngạc nhiên lắm. Lũ đạn phun khói xì xèo Sao mày không bỏ chạy Bộ không sợ chết hả câu trả lời của thằng kia còn cô hồn và lọc lõi hơn ngu như bò lựu đạn mà nổ mày đứng gần chết trước chứ không phải tạo nó không nổ mày mới đứng đó được chứ nổ thì trời suối ông già mày cũng không dám được nói chi mày Cho con nít của tụi bay cũng đòi hù ông nội bay sao túi vàng tiền trên vai trở nên nặng như đá tạng tên cướp cạn chửi thề mày ngon Mày tin là tụi tao sắp giết mày không Thằng kia nhếch mép Tìm cây mộc Trước đó tao đã bắn nát sọ mày rồi Vừa nói Hắn vừa hất chiếc áo Panto để lộ một khẩu súng côn đuôi Đang gách nòng Trên tay phải Mặt xanh như đít nhai Tên cướp cạn lưu dữ thả túi hàng xuống đất Đại ca Cho em biết quý danh Thằng kia hất mặt Nằm vĩnh Bộ mày thối tai hay sao mà không nghe Ngồi thứ được đổi ngay sau đó Hai tên lính chắp tay lại như thế sao Anh nằm thả tội Tụi em mới hành quân lên play về Đang nhậu mà bã quá không đủ tiền trả Nên mới liều mạng Nằm bĩnh gạt đi Đây là đất của tao Không thằng nào được phá đám Để tiền bạc lại hết Còn ăn nhậu chơi bời tối nay Ngày mai tụi bây có bao nhiêu thằng tò lo tất kiểu hành xử vừa lì lợm bạn mạng vừa tỏ ra đàn anh kèm theo tiền bạc tuôn ra bao bạn bè như suối đã giúp năm vĩnh lấy lòng thần phục được không ít tên đầu trâu mặt ngựa trong sắc lính miền trung và cao nguyên giống như vĩnh tất cả những tên này đều mang hai ba án truy nã nên đứa nào cũng hung hãn sẵn sàng lao vào chỗ chết Biết có tiền. Một lần đang nằm trong một trong những hang ổ của du đảng gốc lính tại suối Đốc Học, ngoại ô Buôn Ma Thuật. Năm Vĩnh nhận được hung tin. Một số đàn em của Y bị quân cảnh túm cổ vì một lý do hết sức vô duyên. Số là vừa trở về sau một cuộc hành quân sát biên giới Mondukiri thuộc địa phần Đốc Sông Đắk Lắc. Năm Cà Ri, Mầm Điên và một số tên khác thuộc lực lượng biệt động quân đã xả xuôi tổ chức nhậu với thắng tay anh chị bên chiến đoàn lôi hồ cuộc nhậu được bày ra hoang dã ngay tại gốc cây đa số 5 bên rìa thị xã buôn Về Tại lính tráng tác phòng bê tha lôi thôi lếch thách một toán quân cảnh đi qua đã tạt vào yêu cầu đám này bỏ áo và quần gom ống quần và giày và buộc dây đàng hoàng để giữ tác phòng quân kỷ Câu trả lời là một tiếng lựu đạn nổ đoành Rơi ra từ tay thắng lôi hồ Lúc này đang say lửa được Thế lại không nói gì thêm Toán quân cảnh xông vào tước vũ khí còng tay luôn cả bọn Nhận tin Năm vĩnh tức khắc gặp viên trung ý đồn trường bảo Sẵn mai Tụi năm cả đi không về Thì cứ thế thằng quân cảnh nào Trên đường có như thằng đó đổ ruột Bỏ về Vĩnh xài đàn em đi báo tin cho đám tay chân trong các đơn vị đồn trú lân cận để chuẩn bị. Quả nhiên, 4 giờ sáng hôm sau, đang ngủ bùi sau cơn say, năm Vĩnh đã bất ngờ bị quân cảnh ập vào còng tay đưa đi. 7 giờ sáng, đồn quân cảnh bị nhiều loại quần áo dần di vây chặt, có cả đại liên mở 60 tham gia cuộc chiến tranh. 7 giờ 15 phút, một trái M79 nổ tung ngay giữa cột cờ trong sân đoàn quân cảnh. Không còn cách nào khác, viên trung úy đành phải thả năm vĩnh. Và đến 16 giờ thì năm cà ri, mầm điên thắng lôi hổ, cũng vừa cười, vừa tự do kéo nhau ra khỏi trại. Tuy tha hồ hoanh hoang khoác lác, nhưng sau vừa đó năm vĩnh cũng biết là sự lộng hành của y đã vượt quá giới hạn. Bỏ cuộc hành quân của đơn vị Hắn chuẩn lên suối đốc học nằm khan. Sau đó dông về tuốt Nha Trang sống phè phưỡn bằng nghề tuồn thuốc viện Và quân lao Khánh Hòa bán cho đám quân phạm đang nằm ấp Cuối năm 1973 Bị lùng sục hắn lại lỡ tay một lần nữa giết chết một tay quân cảnh và bị tóm cổ Vác theo một ba lô vàng chiến tích còn lại của mấy năm ngang dọc Năm Vĩnh được dẫn vào quân lao Khánh Hòa làm bạn với những gương mặt mốc cộm cán của bồng hai chiến thuật như Phi Vân, Sơn Trắng, Tuấn Đà, Lực Búa, Cù Đinh. Những kẻ trước đó không lâu còn là khách hàng truyền thống trong nghề buôn thuốc phiện của Vĩnh. Trong tù, cảnh gây bè kết đảng đâm chém thanh toán nhau lại tiếp diễn. Cuối cùng năm Vĩnh được thừa nhận là một đại ca trong các đại ca của cái quân lao khét tiếng bô kỷ luật và lắm đầu châu mặt ngựa này sau tiết nguyên đán năm 1975, quân lao khánh hòa nhận thêm một tù nhân dáng rất mô phạm bị tống giam vì tội tình nghi việt cộng. đó chính là ông dương ngô thống thầy giáo dạy trường bồ đề quảng ngãi năm nào. chuyển lên dạy học ở đà lạt thầy giáo dương bị hàm oan. nguyên trung úy tỉnh một sĩ quan phượng hoàng say mê cô hoa khôi phố núi xuân lan nên đã hỏi cưới và có con với cô gái này. Trong khi y đã có vợ và có con Sợ bị loại ngũ vì tôi có vợ bé Tình đã ép Xuân Lan phải bỏ con Là bạn của bà Phụng Cô ruột Xuân Lan Ông Dương động lòng đã nhận lời giúp bà Phụng Cùng vợ mình Đem đứa bé trốn đi Tránh cho nó bị cảnh cha ruột hát hồi Để trả đũa Trung úy tỉnh đã Bu vạ và dẫn cảnh sát đến bắt ông Và mộc tám tiết Nhờ quen biết với thiếu tá Nguyễn Văn Hiệt Quản đốc quân lao Khánh Hòa Tỉnh đã tìm cách tống được ông Dương Vào địa ngục này cho bỏ tức Để dặn mặt người tù mới Theo yêu cầu của tên Trung úy Bất Lương Thiếu tá Hiển đã đẩy ông giáo Vào trung buồng giam Với tên hổm xám Năm Vĩnh Dự định mượn tay hung thần Để hành hạ à người tù Đã từng nghe tiếng tên hung thần Ông Dương co rúm mình Và suýt ngất xỉu khi những tên tù tàn bạo dựng ông ngồi thẳng lưng bắt phải chứng kiến từ đầu chí cuối cảnh năm vĩnh và một tên đàn em cởi trần trùng trục tra tấn cho đến chết một quân phạm trung buộc xong việc năm vĩnh đến trước mặt ông cúi người lễ phép thầy nhớ con không con là năm vĩnh thằng học trò bị thầy tát tai gọi là đồ kẻ cướp ở bồ đề đấy mà Suýt nữa ông thầy giáo đã ngất xỉu Vì tin chắc trận đòn thù Sẽ sắp được tên học trò xưa chút xuống đầu mình Quá sợ hãi ông lắp bắp Anh thông cảm Khi xưa tôi chỉ Nằm với anh thật ngàn Không dạ không Con cảm ơn thầy vì lời thầy quá đúng. Đời con chẳng có thể làm được trò chống gì hơn ngoài là một thằng tướng cướp. Như một cảnh phim quái gờ điên rồ, ôm xá miền trung Thét đàn em kê nệm trải giáp Và đón ông thầy mình lên chiếu trên nằm nghỉ Cơm bừng nước giọt Hầu hà đến tận chỗ nằm Khi đã chấn tính ông dừng mới dám hỏi Vĩnh Anh là người Còn biết giữ chút lễ nghĩa Sao hôm trước vô cớ lại đánh người ta đến chết triết lý tàn bạo của lối sống giang hồ Được gã học trò quỷ giữ trả lời Sau một giọng cười buồn còn là giết hai người Chẳng bao lâu sẽ bị đẩy ra côn đảo Lệnh án trung thân cấm cố Giả đó coi như chết Con phải mua vé bằng án mới Để tiếp tục bị điều tra Còn có cơ hội được ở lại đất liền Giang hồ hiểm ác Người này sống thì kẻ kia phải chết Tại số thằng đó xui thúi Nhưng Nam Bình Đã không còn cơ hội để sống tiếp Với cái chết lý thú vật Của đám giang hồ gần giữa tháng 3 năm 1975, xe tăng quân giải phóng ẩm ẩm tiến vào làm chủ Nha Trang. Lợi dụng thời cơ, đám quân phạm đã bạo động giết lính canh, phá quân lao trốn chạy. Bị nằm vinh ép, ông Dương phải theo chân những tên tù sòng khám chạy về hướng Phan Giang. Nhưng cầu Du Long đã sập, những tên lính mặc áo tù lại lôi ông chạy ngược trở lại quân cảnh Cam Danh. Trên đường đi, ông giáo mô phạm đã đau đớn và bất lực chứng kiến cảnh tiết học trò khốn nạn và đám đàn em của hắn mặc sức cướp bóc, hành hạ những người chạy loạn khốn khổ mà không cách nào ngăn lại. Đến cam danh, Vĩnh và đàn em lại dùng súng lầu đạn uy hiếp và cướp được một chiếc tàu, kẻ theo ông Dương tiến thẳng ra khơi. Trên tàu, chúng lại tiếp tục giết người cướp của, dồn vàng đô la và hai ba lô chặt cứng. Trên tàu toàn kẻ cướp Nên tàu bị từ chối không cho cặp cảng búng tàu Năm Vĩnh lại lệnh đưa tàu ra khơi Đến đảo Phú Quốc Hắn sai đàn em kết ván Và dây thừng thành chiếc thang dây Bảo ốc Dương Trong kia là thị trấn Dương Đông Thầy bảo đó chắc sẽ có cách Về được đất liền Tìm vợ con Còn tụi con tội lỗi quá dày Không dám theo thầy cùng về được từ chối số tiền vàng vĩnh cho ông Dương đu theo thang dây nhảy xuống nước bơi vào bờ đến chiều ông bất ngờ gặp lại gã học trò trên đảo quá lộng hành đám cướp làm loạn đã bị dàn quân cảnh đảo Vũ Quốc khống chế và tóm cổ đưa vào thị trấn Dương Đông trong đó có cả ông Trùm Nam Vĩnh phiên tòa đã tổ chức ngay và chỉ kéo dài dăm phút với cái án tử hình dành cho cả đám trước lúc xuống tàu về lại bất liền ông dương đã tận mắt chứng kiến cảnh năm vĩnh bị bắn ngay sau khi kết thúc phiên tòa hắn được chôn lại dưới chân núi tượng ở thị trấn dương đông không mộ trí nấm mồ bị cỏ quyên dần bùi lấp âu đó cũng là đoạn kết tất yếu của con đường giang hồ con đường tội ác